Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời quý vị khách mời, quý vị đại diện các ban trị sự, quý nhà Mạnh Thường Quân ở nhà dưới, chúng ta tập trung lên hội trường để bắt đầu khai mạc buổi lễ bế giảng ngày hôm nay. Thì chúng tôi nhận thấy hội trường cũng đã tạm thời ổn định, thì để đi vào cái chương trình bế giảng ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê, cũng là phó tổng giám thị của lớp, đến đây để dẫn chương trình trong cái ngày lễ bế giảng hôm nay. Trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa ban trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, kính thưa quý ban trị sự các xã phường thị trấn lân cận, kính thưa cùng toàn thể quý quan khách, quý đồng đạo gần xa có mặt hôm nay kính mến. Thưa quý vị, hôm nay trong không khí hân hoan phấn khởi của buổi lễ bế giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461 tại trụ sở ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Vậy lời nói đầu tiên, người dẫn chương trình xin kính đến toàn thể lời hân hoan chào mừng cùng lời chúc phúc tốt đẹp an lành nhất à. Thưa quý vị, giờ đây chúng tôi xin thông qua chương trình của buổi lễ bế giảng gồm có các phần như sau. Phần thứ nhất, phần khai mạc gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, nghi thức tôn giáo. Phần hai lớn là phần nội dung gồm có lời chào mừng của ban tổ chức lớp, báo cáo kết quả học tập và tổng kết lớp, báo cáo công khai tài chánh của ban tổ chức lớp, đọc quyết định của hội đồng giám khảo về kết quả khảo thí, phát biểu cảm tưởng của đại diện học viên thủ khoa, phát biểu cảm tưởng của quan khách và đồng đạo nếu có, phát biểu ý kiến của chính quyền địa phương, diễn ngâm một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, phát giấy chứng nhận và phần thưởng cho học viên tốt nghiệp. Phần ba lớn là phần bế mạc buổi lễ gồm có đáp từ ban tổ chức, nghi thức tôn giáo, mời quan khách và đồng đạo dùng cơm. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình lễ bế giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách và quý đồng đạo kính mến, thực hiện lời dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng quàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Căn cứ lời mở đầu và khoản B điều 10 chương 2 hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được Đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần 5 thông qua ngày 5 tháng 6 năm 2019, được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận tại công văn số 736 và 737 trên BTG TGK ngày 5 tháng 7 năm 2019 có ghi: từ khi Tổ quốc độc lập và thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục sứ mạng phổ truyền giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ nhằm trao dồi và nâng cao đạo đức cho tín đồ, chấn hưng nền đạo, gắn bó với dân tộc, phù hợp với chính sách và pháp luật nhà nước, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau thời gian khai giảng, học tập của học viên, đến nay đã hoàn thành nội dung chương trình giảng dạy,
căn cứ kết quả khảo thí của học viên ngày 20 tháng 11 năm 2022 và được sự thống nhất của ban lãnh đạo lớp, hôm nay vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 28 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày mùng 5 tháng 11 năm Nhâm Dần tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức trọng thể lễ bế giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461. Đó là lý do của buổi lễ bế giảng hôm nay. Đề nghị quan hình đến tham dự buổi lễ bế giảng hôm nay, ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận, tổ quốc địa phương các cấp. Về cấp xã, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn To, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong. Về phần ấp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Võ Ngọc Tam, trưởng ban Nhân dân ấp Vĩnh Lợi 1. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lượng, ủy viên thường trực Ban trị sự Trung ương, trưởng ban tổ chức nhân sự kiêm phó ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Thái Khi, giáo lý viên Ban trị sự Trung ương, trưởng ban tổ trưởng phó ban, phó trưởng ban kiểm soát Ban trị sự Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hùng, giáo lý viên Trung ương, thành viên ban kiểm soát Ban trị sự Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Phan Chí Tâm, tổng giám thị lớp. Về phía ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Mạnh, giáo lý viên Trung ương, ủy viên ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách địa bàn thị xã Tân Châu, cũng là trưởng ban tổ chức lớp. Đại diện nhà Mạnh Thường Quân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Trang, thay mặt cho ông Phạm Văn Tâm, Phó Chi hội Từ thiện Bảo Hòa thành phố Hồ Chí Minh, cũng là đại diện cho các nhà Mạnh Thường Quân. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trương Văn Điệp, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, cũng là phó ban tổ chức lớp. Đến tham dự buổi lễ bế giảng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi còn hân hoan chào mừng các vị đại diện trong các ban trị sự xã, phường, thị trấn lân cận, quý vị trong ban trị sự, ban tổ chức, ban giám thị cùng toàn thể học viên về tham dự thật đông đủ, đề nghị nhiệt liệt quan nghênh chung. Đến phần nghi thức tôn giáo, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý quan khách và toàn thể đồng đạo chúng ta đứng lên trang nghiêm hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức. Mời tất cả trang nghiêm hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật kính thưa thôi kính lễ Đức Huỳnh giáo chủ kính dạ thưa xong. Mời quý quan khách và chư quý đồng đạo chúng ta đồng an tọa. Thưa quý vị, mở đầu phần nội dung là lời chào mừng của ban tổ chức lớp. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Văn Mạnh, giáo lý viên Trung ương, ủy viên ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách địa bàn thị xã Tân Châu, cũng là trưởng ban tổ chức lớp. Xin trân trọng kính mời ông đến diễn đàn để có đôi lời phát biểu chào mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho cơ quan ban ngành xã Châu Phong. Kính thưa Ban sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và giáo lý viên. Kính thưa quý vị Ban chi sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã phường thị trấn và quý đồng đạo học viên kính mến. Thưa quý vị, hôm nay trong không khí trang nghiêm dưới mái đạo tràng nơi diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản khóa 461. Trước tiên tôi thay mặt ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang trân trọng kính đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, chúng tôi vô cùng lạc quan trong buổi lễ bế giảng được sự hiện diện quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc,
xã Châu Phong và đại diện ban sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện tỉnh, ban chỉ sự các xã phường thị trấn và chư quý đồng đạo đến tham dự đông đủ. Có thể nói đây là động cơ khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, phát huy nỗ lực xiển dương giáo pháp của Đức Quỳnh giáo chủ theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc mà ban sự trung ương giáo hội Phật giáo Hảo đã đề ra. Bên cạnh thời gian qua còn được chính quyền quý vị đã quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý và an ninh trật tự cho ban tổ chức suốt thời gian mở lớp, đồng thời cử đại diện đến tham dự. Điều đó đã nói lên sự quan tâm sâu sắc của nhà nước đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo Hảo nói riêng, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc do Đảng, nhà nước chủ trương nên tạo nhiều thiện cảm với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đối với ban Hữu Điền Giáo lý Trung ương, ban đại diện tỉnh, ban sự cơ sở, ban tổ chức lớp, ban giám thị, đội ngũ giáo lý viên và quý vị học viên, chúng ta đã thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Thầy là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Chính lời vàng chân thiện mỹ ba câu trên của Đức Quỳnh giáo chủ là động cơ thúc đẩy trên tiến trình phổ truyền giáo lý một cách quyết liệt và năng động. Chúng tôi luôn xem nhiệm vụ phổ truyền giáo lý là sứ mạng thiêng liêng, là một việc thiết yếu đáng giữ một cái vai trò quan trọng chấn hưng lành đạo, gắn bó với đất nước và phát huy tích cực quá trị đạo đức tinh hoa văn hóa của dân tộc không chỉ hôm nay mà cả tương lai. Và cũng chính cái chất quan trọng như thế mà trong nhiệm kỳ 2019-2024, ban sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đặt đạo sự phổ truyền giáo lý lên hàng đầu trong 4 chương trình đạo sự của giáo hội, nên chúng tôi kiên quyết là cánh tay liên thông với ban phổ truyền giáo lý trung ương để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xiển dương chánh pháp của Đức Quỳnh giáo chủ để đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Đối với quý vị học viên, hôm nay là ngày bế giảng, quý vị đã chia tay với ban tổ chức và thoải mái đạo tràng thân yêu suốt 15 tuần. Quý vị đã gắn bó học tập tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp. Ban tổ chức chúng tôi mong rằng khi trở về nhà, quý vị là nhân tố tích cực, biểu hiện tấm gương đạo đức trong sáng và phải cố gắng nghiên cứu học tập không ngừng để thu nhặt nhiều kiến thức quý báu trong 26 chuyên đề vừa qua được giáo lý viên khai thác sâu sắc, bởi nó liên quan trực tiếp đến giáo lý học Phật tu nhân của Đức Quỳnh giáo chủ. Hơn nữa, quý vị là thế hệ trẻ là mầm non của đạo, là đối tượng chủ nhân sau này gánh vác cho đạo, nên ngoài việc học tập, quý vị phải trao luyện đức lành hầu làm sáng danh đạo, rạng danh thầy, là công dân tốt của đất nước. Phần phát biểu đến đây chúng tôi xin dừng lại để dành thời gian cho ban giám thị giảng chương trình bế giảng. Kính chúc quý vị quan khách sức khỏe, hạnh phúc tình đạt. Chúc quý vị đồng đạo học viên tăng tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Trân trọng kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Võ Văn Mạnh thay mặt ban tổ chức vừa có lời phát biểu chào mừng hết sức là tốt đẹp. Thưa quý vị, tiếp đến là phần báo cáo kết quả học tập và tổng kết lớp. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Lượng, ủy viên thường trực ban nghị sự trung ương, trưởng ban tổ chức nhân sự kiêm phó ban phổ truyền giáo lý. Xin trân trọng kính mời ông đến diễn đàn để báo cáo kết quả học tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. K
Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể của địa phương. Kính thưa đồng đạo Võ Văn Mạnh, thành viên của ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách địa bàn của thị xã Tân Châu. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo, các nhà hảo tâm, đại diện nhà hàng Kim An. Kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, cùng các vị trị sự viên, ban trị sự các xã phường, thị trấn lân cận, cùng toàn thể quý ông bà cô bác, anh chị em đồng đạo và học viên kính mến. Thưa quý vị, trong không khí của những ngày vừa qua thì toàn dân tộc chúng ta cũng đã nô nức hân hoan chào mừng ngày hội đại đoàn kết của toàn dân tộc, để nói lên thực hiện vai trò và sức mạnh trong tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong suốt thời gian qua mà Đảng và Nhà nước đã chủ trương trong công việc chống ngoại xâm cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua lời dạy của Bác Hồ là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Chúng ta cũng mừng những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Riêng đối với nhân dân An Giang thì chúng ta cũng đã nô nức hân hoan chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang, được tổ chức trọng thể tại trung tâm của tỉnh, đó là thành phố Long Xuyên. Riêng đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và ban trị sự thì tất cả đồng đạo chúng ta cũng đang ra sức thi đua lập thành tích để thực hiện thắng lợi các chương trình đạo sự, để chúng ta chuẩn bị kính mừng đại lễ đản sinh của Đức Thầy vào ngày 25 tháng 11 âm lịch sắp đến. Hòa cùng niềm vui của dân tộc, niềm hạnh lạc của tín đồ, hôm nay tại hội trường trụ sở của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, ban trị sự đã phối hợp cùng với chư quý vị đồng đạo chúng ta tổ chức lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Sau thời gian khai giảng học tập với hình thức là tại chức và mỗi tuần học một ngày, đến nay thì các ban các bộ phận được phân công đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là giảng dạy, học tập, hướng dẫn cho học viên. Ban trị sự cũng đã hoàn thành nhiệm vụ về công tác tổ chức lớp, đặc biệt là các vị học viên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong các chuyên đề học về giáo lý căn bản, về chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, về hiến chương của giáo hội, về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đã hoàn mãn toàn bộ nội dung chương trình theo thời dụng biểu mà ban trị sự trung ương đã ban hành. Hôm nay chúng ta tổ chức lễ bế giảng tổng kết lớp trong không khí đầm ấm trang nghiêm nơi máy đạo tràng này. Lời nói đầu tiên, tôi xin thay mặt ban trị sự trung ương, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và ban lãnh đạo tổ chức lớp chân thành gửi đến quý quan khách và toàn thể chư quý vị đồng đạo lời chào thân ái, đoàn kết, lời chúc sức khỏe và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, trong báo cáo tổng kết lớp hôm nay thì chúng tôi sẽ chia ra có mấy phần chính. Một
là chúng tôi sẽ phát biểu về đặc điểm, tình hình, mục đích, yêu cầu của công việc mở lớp tại nơi đây, hay là tóm tắt tình hình học tập và các vấn đề có liên quan đến lớp học của chúng ta. Thứ ba, đó là lời kêu gọi của Ban trị sự Trung ương, hay là căn dặn đối với các vị đồng đạo học viên cũng như các ban trị sự, chúng ta phải đặt nhiệm vụ trọng tâm làm gì và làm như thế nào trong thời gian tới đây. Nói chung là nhiệm vụ của tín đồ, của ban trị sự đối với thầy, đối với tổ chức giáo hội và đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và cuối cùng, đó là có lời kêu gọi của ban trị sự Trung ương. Về thời gian báo cáo chúng tôi trên dưới khoảng kém một giờ, xin thông tin quý vị như thế, để quý vị tiện bề theo dõi. Thì thánh nhân có dạy là nhân vô thập toàn, làm người thì không ai trọn vẹn cả 10. Cho nên trong quá trình trình bày của chúng tôi thì cũng chắc chắn rằng còn một vài điều thiếu sót, rất mong quý vị hoan hỷ bổ chứng. Điều nào quý vị thấy rằng hoạt động của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hảo hiện nay về các mặt đạo sự chúng ta còn trăn trở chưa rõ, thì có thể ghi giấy gửi ban tổ chức, để từng bước chúng tôi sẽ tiếp thu, ghi nhận hoặc giải trình. Và mong muốn rằng trong buổi gặp gỡ báo cáo hôm nay, làm thế nào giữa Ban trị sự Trung ương là đại diện của toàn đạo, Ban trị sự cơ sở là đại diện tín đồ tại xã, phường, thị trấn, Ban đại diện tỉnh, thành phố là cánh tay nối dài của Trung ương để điều hành các ban trị sự ở địa phương của mình và tín đồ Phật giáo Hòa Hậu, chúng ta thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau thực hiện thắng lợi các chương trình đạo sự, cùng nhau chuyên chú nghĩ suy từng nét dấu lời dạy của Đức Thầy, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm và hành đạo, để chúng ta lần lần lên con đường giải thoát là mục tiêu cao cả của mỗi tín đồ, và để chúng ta hoàn thành bổn phận của người trong kiếp sống này với vai trò là phận môn đệ phải lo dùng quen. Chúng ta làm thế nào để dung trồng bồi đắp cho nền đạo Phật giáo Hảo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lâu đài đạo hạnh vô thượng vô song để nói truyền mãi mãi với hậu thế như lời Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy. Muốn đạt được các thắng lợi như trên thì mỗi nhiệm vụ tín đồ đặt ra, đó là chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức như lời Đức Thầy đã chỉ dạy, cùng nhau đoàn kết một lòng để thắp sáng lên ngọn đuốc chân lý từ bi chí thiện, nêu cao tinh thần hòa hảo, bác ái đại đồng, thâm quyền quảng quật mà Đức Thầy chúng ta đã dày công truyền thụ. Ngài cho biết, ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân. Nếu thể hiện được như thế thì Phật giáo Hòa Hậu và mỗi đồng đạo chúng ta sẽ làm sáng danh đạo, rạng danh thầy. Kính thưa quý quan khách và thưa quý vị đồng đạo, nói đến đặc điểm tình hình của việc mở lớp thì thứ nhất là về mặt thuận lợi. Cái thuận lợi thứ nhất mà chúng ta được biết là thị xã Tân Châu là một nơi có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hậu. Và trước đây kêu là quận Tân Châu cũng là một địa chỉ trực thuộc làng Hòa Hảo mà nơi Đức Thầy chúng ta đã khai sáng nền đạo. Cho nên trước đây Tân Châu cũng thuộc vùng thánh địa, và sau cách mạng thành công thì chúng ta tách ra giữa Tân Châu và Phú Tân có hai cái huyện thị khác nhau. Nhưng nhìn chung ở thị xã Tân Châu có 14 ban trị sự và các xã phường đều có tổ chức của giáo hội chúng ta.
Tín đồ thì rất ham học, ham tu trên tinh thần cầu tiến, nên việc mở lớp ở tại nơi đây hoàn toàn thuận lợi. Và chúng tôi được biết trong thời gian của mùa hoa đạo năm nay thì đối với Tân Châu, chúng ta mở được cũng nhiều lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên chúng tôi nói cái thuận lợi thứ nhất là về đặc điểm tình hình của địa bàn dân cư và của tâm nguyện của tín đồ. Do đó mà tín đồ thì ham học, ham tu, cầu tiến, nên tinh thần tôn trọng nội quy của lớp rất là tốt. Cái thứ hai đó là được sự hỗ trợ nhiệt tình của các ngành, các cấp trong thị xã Tân Châu và của địa phương. Khi có nhu cầu mở lớp thì chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để cấp phép và tham dự bảo vệ an ninh trật tự trong suốt quá trình mở lớp của chúng ta. Cái thứ ba là những người phụ trách lớp được Ban trị sự Trung ương phân công đều hoàn thành nhiệm vụ vừa được Trung ương bổ nhiệm trong đầu nhiệm kỳ mà lại vừa hoàn thành kiêm nhiệm thêm ở tại lớp học này. Tất cả đều đã chu toàn và thực hiện rất tốt vai trò nhiệm vụ của mình. Cái thuận lợi cuối cùng đó là thời gian chiêu sinh khai giảng học tập đại chức có thuận lợi, cho nên học viên dễ tham dự và duy trì sĩ số tương đối tốt. Đó là cái thuận lợi. Về mặt khó khăn thì nhìn chung nơi địa bàn này, cũng báo cáo quý đồng đạo và các đại biểu, chúng tôi chưa thấy khó khăn gì lớn lắm. Nó khác hơn một số nơi chưa có được cái cơ ngơi như vậy, muốn mở lớp mà che tạm bên ngoài phải mượn sân nhà của đồng đạo hoặc là mái che tạm bờ. Cho nên do vậy mà việc học tập và điều hành cái lớp cũng còn tương đối khó khăn. Nhưng lớp chúng ta trên có hội trường, trước có lễ đài, các cơ thờ và dưới có cái nơi ăn nghỉ rõ ràng, thì chúng tôi nghĩ rằng về mặt thuận lợi rất là tốt, chứ chưa có khó khăn gì. Chỉ khó khăn một việc đó là lớp mở ra vào mùa mưa, thời tiết thay đổi bất thường, cho nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc đi lại học tập của tất cả đồng đạo học viên chúng ta. Thứ hai, việc thực hiện các mặt hoạt động, A là các bước chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu lớp học, thì Ban trị sự Trung ương rất quan tâm nên đã chỉ đạo các bộ phận chuyên trách dồn sức để thực hiện cái việc mở lớp cho tốt. Cụ thể đó là thứ nhất là hoàn chỉnh bộ phận tài liệu soạn giảng trên cơ sở kế thừa và hiệu đính tài liệu tu học sẵn có, in thành tập phát cho mỗi học viên một quyển để tiện bề theo dõi các bài giảng của các vị giáo lý viên, các câu hỏi thảo luận và những vấn đề có liên quan trong tài liệu của chúng ta. Thứ hai là thành lập phân công từng bộ phận phục vụ rất rõ ràng, chủ đạo. Thứ ba là khẩn trương bố trí nơi nghỉ ngơi tương đối an toàn sạch sẽ cho những người phục vụ tại lớp học. Cho buổi trưa đồng đạo học viên chúng ta nghỉ tại nơi đây. Thứ tư, chúng tôi liên hệ mời một số vị đang công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo của tỉnh đến báo cáo hai chuyên đề, đó là tinh thần đại đoàn kết dân tộc và luật tín ngưỡng tôn giáo, để mỗi đồng đạo học viên thấu hiểu quy định pháp luật thế nào về tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng tôn giáo, cũng như tinh thần đại đoàn kết dân tộc như tôi đã trình bày phần đầu. Thứ năm, song song công việc thường xuyên thì các bộ phận nhân viên văn phòng các ban trực thuộc của Trung ương đều được chứng dụng để phục vụ tại lớp học nơi đây. Quý vị này cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Như tôi trình bày phần đầu, đó là khi được phân công phục vụ lớp thì từ ban giám thị, ban tổ chức và các bộ phận khác đều đã thực hiện rất là tốt. Thứ sáu là ban tổ chức lớp đã chu toàn 3 bữa ăn trong một cái ngày học chính thức, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Và cũng báo cáo quý vị, trong suốt quá trình mở lớp chúng ta không có xảy ra ca ngộ độc thực phẩm nào. Kể cả đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình mở lớp chúng ta cũng thực hiện rất là tốt giai đoạn này,
ban tổ chức luôn luôn phối hợp với chính quyền địa phương để tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình an ninh trật tự trong suốt thời gian mở lớp chúng ta. Chữ B lớn, số liệu học viên tham dự, thì tổng số học viên tham dự lớp học của chúng ta là 106 vị. Số lượng này cũng tương đối. Và khi dự thi cuối khóa thì qua báo cáo của ban giám thị thì dự thi đủ 106 vị, không có vắng mặt vị nào. Thì đây cũng là sự cố gắng của ban tổ chức, của ban giám thị đã thực hiện tốt với vai trò nhiệm vụ của mình. C lớn là đánh giá chất lượng bồi dưỡng. Thứ nhất là về sự truyền đạt của giảng viên. Thì tất cả chúng ta đều biết truyền đạt nó là một nghệ thuật, phải được kết hợp hài hòa các yếu tố cơ bản nhất định, đó là năng lực, tâm lý, phong cách và uy tín. Mỗi người một cách, nhưng nhìn chung các vị giáo lý viên được phân công giảng bài cũng như các giảng viên mời thỉnh giảng đều đạt được các yếu tố này. Do vậy mà trình độ học vấn cũng như kiến thức của học viên khác nhau, thậm chí là chênh lệch nhau rất nhiều. Nhưng qua trực tiếp một vài buổi giảng dạy, một vài buổi sinh hoạt của giám thị, thì các vị được phân công giảng bài đã điều chỉnh nghệ thuật truyền đạt, gây được sự thu hút, sức hấp dẫn, dẫn đến sự lãnh hội tốt từ phía học viên. Điều này thì được ban lãnh đạo lớp chúng tôi cũng kiểm chứng từ phần trình bày làm bài kiểm tra cuối khóa, sự nhận xét đánh giá cũng tương đối tốt. Mà đây là một cái lớp mà được xem xét các vị tốt nghiệp tương đối cao trong suốt quá trình này. Cũng thông tin cho quý vị đó, đối với học ở trường đời, một cái thầy giáo đứng trên lớp để dạy thì trình độ học vấn của học trò như nhau. 10, lớp 10 là lớp 10, lớp 5 là lớp 5 và lớp 12 là 12. Nhưng trong trình độ học viên của chúng ta, đại học cũng có, tốt nghiệp phổ thông cũng có, trung học cơ sở rồi tiểu học, rồi có thậm chí những vị không biết chữ. Cho nên trình độ nó khác nhau. Do đó mà các giảng viên cũng như giám thị sinh hoạt hết sức nghiên cứu và điều chỉnh làm thế nào mà bài giảng của mình cái người có trình độ cao cũng hiểu biết và người trình độ thấp cũng tiếp thu được. Cho nên đây là cái nghệ thuật mà ban lãnh đạo lớp chúng tôi thấy rằng các vị phân công đã làm tốt cái vai trò nhiệm vụ của mình trong việc hướng dẫn học tập cho các vị học viên. Về việc tiếp thu học viên, thứ nhất là về kiến thức giáo lý. Nhờ có vốn kiến thức giáo lý khá hoặc tương đối khá nên trong từng buổi sinh hoạt học tập do giảng viên và ban giám thị hướng dẫn, phần lớn các vị học viên đã tiếp thu được nhiều điều mới mẻ, cùng nhau đoàn kết học hỏi, nghĩ suy từng nét dấu, nên đã động não hơn trong việc đào sâu triết lý ý nghĩa cao siêu trong sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy. Điều này được thể hiện rõ trong những lần làm bài, những lần thảo luận, những lần học tập ở tại các cái diễn đàn này. Thì qua cái thảo luận đó, báo cáo của tổng giám thị lớp đó, thì học viên giơ tay để thảo luận có khi trong cái buổi đó kêu không hết, chứng tỏ rằng học viên đã tiếp thu được. Mặc dầu trình độ chưa cao nhưng qua bài giảng chúng ta hiểu được dụng ý của các câu hỏi. Về kỹ năng làm bài, mặt này thì thực chất có thể nói là có đến gần 50% số học viên chưa đạt yêu cầu. Kể cả bài viết kiểm tra thì học viên chưa hiểu cái cách trình bày làm bài. Thông thường thì trả lời còn dài dòng, có một vài vị viết không kịp giờ, có một vài vị là đi lạc đề cũng có. Nhưng đa số đều đạt được cái yếu tố đó là nhìn chung các câu hỏi đều thể hiện rất cao với vai trò của mình. Vấn đề này chúng tôi thiết nghĩ quý đồng đạo chúng ta, quý học viên đó, nếu còn trẻ tuổi, đề nghị quý vị về địa phương mình đăng ký học bổ túc văn hóa.
để nâng cao trình độ thuận lợi trong hoạt động đạo sự của mình sắp đến. Quý vị lớn tuổi thì dâng lời dạy bảo của Đức Thầy lúc rảnh việc thường coi kệ giảng để giữ gìn phong hóa nước nhà. Chúng ta đọc lại lời vàng ngọc của Đức Thầy, xem kinh, đọc sách để mở mang trí tuệ và từng bước kiến thức được nâng cao. Về tinh thần thái độ học tập thì mặt này chúng tôi có thể nói tuyệt đại đa số là thể hiện rất cao, luôn chuyên chú nghĩ suy từng nét dấu, giữ tròn hai chữ từ khiêm. Mặc dù có một số học viên lớn tuổi nhưng quý vị vẫn thường hằng khắc phục khó khăn cầu tiến bộ. Mặc dù tuổi cao nhưng vẫn ngồi đây học tập làm gương cho thế hệ trẻ của chúng ta. Điều này ban lãnh đạo chúng tôi rất hoan nghênh cái tinh thần của các vị học viên cao tuổi. Về tư cách tác phong đạo đức thì hầu hết các học viên đều có tư cách tác phong đạo đức tốt, thậm chí rất tốt, kể cả tinh thần tôn trọng nội quy của lớp rất cao như tôi đã trình bày ở phần đầu. Chữ D lớn là đánh giá công tác quản lý, tổ chức và kiểm tra quy phạm. Về công tác quản lý đó thì toàn bộ những người có trách nhiệm phân công phụ trách đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ như tôi trình bày. Và do vậy mà cơ cấu nhân sự ban lãnh đạo, ban tổ chức lớp thì quản lý khá tốt cái hoạt động của học viên. Báo quý vị trong suốt quá trình mở lớp đến giờ này không còn đơn khiếu nại tố cáo nào của học viên, tức là còn thắc mắc của học viên mà chưa giải quyết thỏa đáng. Nhìn chung công tác xử lý giải quyết quản lý của ban giám thị, của ban tổ chức rất là tốt. Về tổ chức lớp thì ban giám thị được phân công đồng đạo Chí Tâm làm tổng giám thị cùng các giám thị viên rất có kinh nghiệm về việc mở lớp. Từ đơn vị là tổ đến ban cán sự lớp đều chọn những người có uy tín, có năng lực để điều hành cái lớp học của chúng ta. Do vậy mà các cái nguyện vọng học tập và các vấn đề có liên quan khác đó, cũng như các câu hỏi thảo luận và nội quy thi và các cái công việc quản lý cho cái đề thi thì chặt chẽ, rất tốt. Cho nên lớp học chúng ta có thể đánh giá công tác quản lý trở nên nề nếp và ổn định đối với cái nội quy hoạt động của lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo mà Ban trị sự Trung ương đã ban hành. Về việc kiểm tra của khoa, xuất phát từ tinh thần ham học hỏi của học viên và do tổ chức thi thử, cho nên việc kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu theo kế hoạch, đúng với điều kiện mà Ban trị sự Trung ương đã đề ra. Bởi thế hầu hết các vị học viên tham dự lớp học hôm nay nơi đây đều được ban lãnh đạo lớp xem xét cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Chỉ ngoại trừ các vị mà bỏ không có thi, mà ở đây chúng ta 106 học đủ 106 cho nên không có người nào bỏ thi. Một số lớp có khi bỏ thi vắng mặt, sau đó khiếu nại ban lãnh đạo lớp cấp thì nội quy không có cấp được, anh không thi thì không thể cấp giấy. Lớp chúng ta thì 106 vị đã hoàn toàn đầy đủ, cho nên do vậy mà chúng tôi cấp đủ cái giấy chứng nhận tốt nghiệp. Về phát huy dân chủ thì trong 5 câu hỏi mà chúng tôi kiểm tra cuối khóa, báo quý vị là có một câu thi viết, có môn thi viết không à, không có thi diễn đàn. Do vậy mà cái người mà viết thấp, trình độ thấp đó, viết chậm đó là khó đạt lắm. Thường thường các lớp thì mấy em trẻ tuổi nó có năng độ, nó có thể nó đạt cao hơn. Cho nên trong 5 câu hỏi kiểm tra cuối khóa thì ban lãnh đạo chúng tôi có dành một câu để học viên trình bày tâm đắc của mình khi về tham dự lớp học này, qua đó có góp ý kiến nghị gì về nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan. Thì phải nói rằng trong cái tâm đắc này thì nhiều học viên cũng đã tích cực đóng góp, nhiều học viên cũng trình bày nguyện vọng của mình. Chúng tôi đọc với cái tâm đắc mà rất cảm động. Có học viên cho rằng khi nghe nói mở lớp thì nghĩ rằng mình đệ tử của thầy xem sách giảng tu hành là được rồi, mở lớp cần gì phải học. Nhưng khi vào đây học rồi mới mở mang được kiến thức, mới thấy rõ nhận định chữ tu, nhận định giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy, và học viên cảm nhận rằng tiếp thu được nhiều việc mới mẻ trong tôn chỉ hành đạo Đức Thầy. Có một vài tâm đắc mà chúng tôi đọc rất cảm động. Xưa nay bổn phận làm con đối cha mẹ, nghe nói đâu chữ hiếu chứ chưa rành như thế nào,
nhưng vào lớp học này được giáo lý viên trình bày ân tốt tiếng cha mẹ nên hiểu được người cái ân trọng mà người con phải thọ nơi cha mẹ, và hứa với ban lãnh đạo lớp là khi trở về sẽ thực hiện chữ hiếu đúng với ân tổ tiên cha mẹ mà thầy đã chỉ dạy. Trước đây có khi lơ là. Có vài kiến nghị của học viên là đề nghị ban trị sự trung ương nên mở thêm nhiều lớp như thế này ở vùng sâu vùng xa để tín đồ nhận thức tốt hơn đối với tôn chỉ giáo lý của đức thầy. Thưa quý quan khách và đồng đạo, các kiến nghị, các tâm đắc học viên ở đây thời gian không có nhiều, chúng tôi không có trình bày hết. Nhưng mà ban trị sự trung ương sẽ tiếp thu, ghi nhận và bổ cứu, cũng chân thành cảm ơn cái sự đóng góp ý kiến của quý vị trong cái kiến nghị và cái tâm đắc của mình. Chữ D lớn, kết quả xếp loại hạng và khen thưởng. Trong tổng số 106 bài kiểm tra cuối khóa thì ban lãnh đạo lớp chúng tôi có xem xét và phân loại đó, một vị đậu thủ khoa, hai vị đậu hạng ưu và 25 bài đoạt lại xuất sắc, tỷ lệ 20+% rất cao. Như chúng tôi nói, do điều kiện học tập tốt, do ban giám thị giảng viên giảng bài tốt, cho nên do vậy mà cái việc đạt xuất sắc rất là cao so với một số lớp. Và đạt lại giỏi, lại khá thì chúc quý vị sẽ nghe đại diện của ban lãnh đạo lớp sẽ đọc cái quyết định của hội đồng giám khảo. Đặc biệt là cũng có cái đạt yêu cầu thì cũng còn hơi cao. Các học viên thủ khoa ưu hạng, các học viên đánh giá lãnh đạo khen thưởng đó thì được ban tổ chức có những phần thưởng. Và chúng tôi cũng dành ra 4 phần thưởng đặc biệt cho hai vị hạnh kiểm và hai vị học viên cao tuổi có tinh thần học tập tốt như tôi đã trình bày phần đầu. Đánh giá chung về ưu điểm, lớp học chúng ta đạt yêu cầu theo kế hoạch mong muốn nguyện vọng của tín đồ Phật giáo Hòa Hậu, của ban trị sự cơ sở mà ban trị sự trung ương thực hiện theo nghị quyết đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hậu cấp toàn đạo lần thứ 5 đã đề ra. Vừa phát huy tốt đẹp tình đoàn kết đạo đời, vừa khắc phục những khó khăn thiếu thốn, càng làm thấm đượm đầm ấm hơn tình đồng đạo keo sơn, thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức như lời đức thầy đã chỉ dạy. Và cũng chính mở được lớp học như thế này, trau dồi và nâng cao nhận thức của tín đồ, cũng chấn hương được nền đạo để gắn bó dân tộc, phát huy được giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc. Về khuyết điểm thì căn cứ vào những nguồn thông tin tổng hợp làm bài kiểm tra cuối khóa của học viên kiến nghị đó, thì ban lãnh đạo lớp chúng tôi thấy một vài cái khuyết điểm. Đó là có một cái kiến nghị học viên thấy rằng 20+ chuyên đề mà hôm nay học tại chức á thì mới tiếp thu hết được, chứ khi ban trị sự trung ương mở lớp mà tập trung 10+ ngày đó để học dày thì cao quá, khó khăn lắm, tiếp thu khó lắm. Cho nên kiến nghị trung ương là nên kéo dài thời gian hơn khoảng dài 3 ngày nữa để tiếp thu được tốt hơn. Và các kiến nghị đó thì chúng tôi cũng xin ghi nhận như tôi trình bày phần đầu. Kết luận, lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo được mở ra nơi đây là khóa thứ 461 của đạo kể từ ngày thành lập ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo. Nhân đây cũng thông tin với quý vị quan khách và đồng đạo được biết đó, chúng ta có tư cách pháp nhân để hoạt động là cách 60 năm kể từ ngày đức thầy khai sáng nền đạo. Vào năm Kỷ Mão 1999 thì được chấp thuận của chính phủ, Phật giáo Hảo đại hội đại biểu tín đồ cấp toàn đạo lần thứ nhất. Và trong suốt nhiệm kỳ 1 từ 99 đến 2004, chúng ta mở được 30 lớp giáo lý căn bản như vậy suốt cả nhiệm kỳ. Và đến nhiệm kỳ 2 từ 2004-2009 chúng ta mở được 98 lớp, cộng 2 nhiệm kỳ thì chưa được 100. Nhưng đến nhiệm kỳ 3, do đào tạo lớp giáo lý viên ra trường và các cái điều kiện thuận lợi, do đó mà nhiệm kỳ 3 chúng ta mở được 154 lớp. Và đến giờ này là gần cuối nhiệm kỳ 5 đó, thì khóa thứ trên bảng của vị thá là 461,
Mà từ khai giảng cái này đến nay thì hiện nay chúng ta mở gần khóa 470 rồi. Có lẽ đây đến cuối nhiệm kỳ duy trì được 500 lớp. À, chúng ta còn năm 2023 và năm 2024 chúng ta lo chuẩn bị đại hội. Cho nên nếu duy trì được năm tới mà chúng ta mở được khoảng 30 lớp thì có thể là 500 lớp. Cũng báo quý vị mùa qua đạo này thì chúng ta hiện nay khai giảng và tổng kết lớp này đó là tổng số được 35 lớp. Và sau đại lễ 25 tháng 1 sẽ khai giảng cái lớp ở Hậu Giang là chúng ta mở được 36 lớp của cái mùa qua đạo này. Do vậy đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hậu nói chung, Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương nói riêng, nhằm giải quyết vấn đề đặt ra tới đây cho đồng đạo chúng ta là phải làm gì và làm như thế nào để sau khóa học này Phật giáo Hòa Hậu thật sự xứng đáng là một lực lượng, một xã hội văn hóa tâm linh góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, lành mạnh hóa nếp sống văn minh và sự tiến bộ của xã hội. Muốn làm được những điều tốt đẹp này, tất yếu trong nội bộ đạo chúng ta, như tôi trao đổi phần đầu, đó là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Chúng ta đoàn kết giữa đạo và đời, đồng thời tham gia các hoạt động, các chương trình đạo sự, nhất là công tác từ thiện xã hội ở tại cơ sở, và nhất hành động việc làm gì của mỗi đồng đạo, chúng ta luôn luôn ghi nhớ tâm huyết lời dạy của Đức Thầy trong lời ủy nhiệm được các ban trị sự tỉnh bộ. Chúng tôi muốn nói ở đây để thấy rằng ban trị sự trước đây Thầy chúng ta có lập ra ban trị sự, Thầy có giao nhiệm vụ ban trị sự phải làm gì và Thầy có ủy nhiệm cho các ban trị sự. Ngày 21 tháng 4 năm 1945 tại Sài Gòn, Đức Thầy viết lời ủy nhiệm cho các ban trị sự tỉnh bộ, tại vì lúc bấy giờ chưa có cấp trung ương. Thầy ghi như thế này: vì Thầy không thể trực tiếp giải quyết những việc biến cố xảy ra hàng ngày ở trong đầu, nên cho ban trị sự được thay mặt. Ở đây có các vị trị sự viên trong ban trị sự, chúng ta được thay mặt đây là thay mặt Thầy để làm gì? Trọn quyền thu xếp tổ chức giữ gìn cho toàn thể bổn đạo được có trật tự rồi yên ổn làm ăn. Nhiệm vụ chúng ta đặt ra là đảm bảo an ninh trật tự và khuyến tấn đồng đạo cũng như là công dân, là người công dân đó, hãy vừa lo làm ăn phát triển kinh tế xã hội và vừa lo tu hiền chân chất. Thầy còn ghi một câu là ban trị sự phải giải quyết những vấn đề dưới đây, hỏi mọi ý kiến của Thầy. Trong đó điều 12 Thầy nói: kẻ nào xét coi việc làm nào có lợi ích chung trong đạo mà không có trái luật nước, không náo động nhân tâm, cả ban trị sự đồng ý thì được tùy tiện bổ cứu thi hành. Đây là lời dạy của Đức Thầy. Cho nên chúng tôi muốn dặn dò sau khóa học này thì quý vị đồng đạo trở về địa phương tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở phải đúng với chương trình đạo sự mà ban trị sự đã đề ra. Tại vì việc đầu tiên Đức Thầy đặt ra làm lợi cho đạo thì phải không trái luật nước, không náo động nhân tâm. Nơi thị xã Tân Châu này địa bàn ổn định trong cái hoạt động tôn giáo, trong sinh hoạt của tín đồ. Cho chúng tôi đi có vài nơi đó, cái nhận thức của tín đồ có khi chưa đúng hết về tự do tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo. Cho nên có gia đình tín đồ nhân buổi đám giỗ đông người, đám giỗ mình cúng ông bà là việc tự nhiên theo quy định của pháp luật và theo truyền thống của dân tộc. Nhưng đồng đạo chúng ta thấy đông người rồi tổ chức thuyết giảng giáo lý, cái người thuyết giảng không phải là giáo lý viên được ban trị sự trung ương phân công. Cho nên vì vậy mà chánh quyền có khi đến lập biên bản cho rằng hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Anh em đồng đạo chúng tôi đến kiến nghị với trung ương, thắc mắc rằng làm lợi cho đạo, nói chuyện đạo cho đồng đạo nghe, như vậy cũng không được hay sao?
Nhà nước cho tự do tín ngưỡng sao còn ràng buộc, còn ràng buộc, còn bắt buộc thế này thế khác. Chúng tôi giải thích cho anh em nghe, mình tự do tín ngưỡng là tâm linh riêng của mình. Chúng ta tu cúng lại ăn chay niệm Phật ở gia đình mình là tự do sinh hoạt theo tôn giáo mà mình tin theo. Còn hoạt động phải có tổ chức. Cho nên em có khi hiểu nhầm giữa tự do tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo là muốn làm gì cũng được, là không phải gì. Chúng tôi chứng minh lời dạy Đức Thầy là làm lợi cho đạo. Anh em cho rằng làm vậy là có lợi cho đạo, nhưng mà Thầy dặn là phải đúng pháp luật của vị. Ở đây ban trị sự thuyết giảng, chúng tôi phân giáo lý duyên, đăng ký đến cấp quyền, khi được cho phép chúng ta mới thực hiện. Chúng ta làm đây là đúng luật tín ngưỡng tôn giáo, đúng ủy nhiệm của Thầy, để thực hiện cái tốt đời đẹp đạo. Cho nên do đó mà trong cái buổi gặp gỡ này, chúng tôi mong rằng quý đồng đạo chúng ta thực hiện đúng cái lời dạy Đức Thầy sau khi trở về địa phương của mình. Và chúng tôi cũng rất mừng ở thị xã Tân Châu, chúng ta thực hiện cái hoạt động tôn giáo như sinh hoạt đều đã đi vào cái nề nếp ổn định rất là tốt. Nhân đây chúng tôi xin trao đổi quý vị, đặt ra nhiệm vụ của tín đồ, quý vị đã học cũng muốn căn dặn học viên vài việc đó. Chúng ta học toàn bộ cái nội dung của lớp học này rồi thì mong muốn của chúng tôi khi trở về đó, chúng ta phải hiểu rõ vai trò nhiệm vụ của tín đồ. Tín đồ là người tin theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo thừa nhận. Như vậy thì hôm nay mình đã tin theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, tin Thầy chúng ta là Phật, và chúng ta đã học toàn bộ nội dung nơi lớp học này rồi, thì chúng ta hiểu lý do tu là gì và tại sao chúng ta phải tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta cũng nắm rõ tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng tôn giáo mà pháp luật đã quy định, và tôn trọng lẫn nhau trong mọi quyền tự do này. Chứ không phải mình theo đạo này cho rằng mình theo cái đạo này là số 1, cao hơn các người công dân theo đạo khác, làm mất cái tinh thần đoàn kết dân tộc, nhà nước nghiêm cấm. Trong tôn chỉ Thầy chúng ta cũng nghiêm cấm tín đồ với vai trò này. Cho nên do đó mà chúng tôi muốn nhắc quý vị có mấy vấn đề chính, đó là một là tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng tôn giáo là một quy định của pháp luật. Và khi đã tự do tín ngưỡng thì sinh hoạt tín ngưỡng của tín đồ được pháp luật bảo hộ, và trong sinh hoạt đó phải được tổ chức của ban trị sự điều hành, nói riêng cái đạo Phật giáo Hòa chúng ta. Tại vì ban trị sự là đại diện của đạo, là hoạt động tôn giáo, đăng ký chương trình đạo sự được pháp luật thừa nhận, đúng hiến chương, đúng với các quy định của pháp luật. Cho nên chúng ta làm lợi cho đạo thì đặt ra trước tiên là đúng quy định của pháp luật như thế. Cái thứ hai là hiện nay chúng ta quy y theo Phật giáo Hòa Hảo là mục tiêu cao cả, mà trong điều kiện vào đạo quý vị đã học đó, của tín đồ đó là tu để được thành Phật. Chúng ta phải hiểu như thế. Đây là niềm tin, đây là mục tiêu lý tưởng chúng ta đặt ra, và làm sao đi đến con đường này là vai trò nhiệm vụ của chúng ta phải hành đạo quý vị. Đức Thầy nói cả ngàn năm nhân tâm sau xiến sau tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền là chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Có khi bên ngoài thể hiện người tu mà tâm thì chưa tu, chưa hành, chưa sửa thì không được. Cho nên mỗi người phải soi rọi lại mình và làm thế nào muốn giác ngộ thành Phật. Theo chúng tôi đó là chúng ta phải hành đạo. Hành những gì? Quý vị đã học rồi, hành có thể chúng tôi nói là tạm có thể nói cùng quý vị đồng đạo là hành đúng tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy. Tại sao vậy? Tại vì trong giáo lý của Đức Thầy, Ngài viết ra cái quyển tôn chỉ này trong sám giảng gọi là quyển sau. Đức Thầy viết có ghi cái lời nói đầu, và trong lời nói đầu Ngài khẳng định: vậy từ nay trở đi tôi ước mong rằng, với vài điều sơ lược kể ra sau đây, toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo hãy dùng trí tuệ mình suy gẫm, gìn giữ, ăn ở theo quy tắc đã định, để tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh giá của đạo Phật. Như thế chẳng phụ công lao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khai sáng đạo Phật và dìu dắt quần sanh tìm đường giải thoát. Cho nên đây là mục tiêu lý tưởng mà chúng ta phải trì hành. Nhìn vô tôn chỉ,
Quý vị thấy ngay chủ trương Đức Thầy, tu và học là hai việc phải đi song song. Học để hiểu và hiểu để hành, chứ không thể nói chung chung được. Cho nên hôm nay chúng tôi khẳng định cái vai trò nhiệm vụ thứ hai, đó là muốn thành Phật thì chúng ta phải có niềm tin và phải hành đạo. Cái đặt ra cái thứ ba đó là trong mối quan hệ cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải thể hiện mình là người thật tốt trong cuộc sống. Quý vị, quý vị học qua sự thế tiếp vật, học qua tứ ân, học những điều có chánh hẳn và được chăm chế và nên làm, những vấn đề có liên quan khác thì chúng ta phải thể hiện tư cách của một tín đồ. Đức Thầy đã khẳng định không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu chưa bị bôi tên, chưa sinh thôi ra khỏi đạo, nhưng trách nhiệm việc làm của họ coi như người ngoại đạo. Do vậy mà cái quan trọng nhất hiện nay đó là chúng ta phải giữ tròn cái bổn phận con người. Đức Thầy chúng ta cũng đã khẳng định cho mọi người biết, đó là cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa dạng khó hồng thảnh thơi. Và trong quá trình cuộc sống, trong quá trình hoạt động của ban trị sự và hành đạo của mình thì luôn luôn lúc nào không phải thuận lợi hết, có khi cũng còn khó khăn. Đồng đạo chúng ta cũng phải kiên trì vượt qua, không vì khó khăn mà chúng ta nản chí thôi lòng. Thân hành đạo đắng cay ráng chịu, phận làm người phải liệu cho xong. Thầy chúng ta đã khẳng định như thế. Cho nên cái thứ ba chúng tôi muốn phát biểu quý vị là chúng ta phải cố gắng thực hiện tròn bổn phận con người trong cuộc sống của xã hội, phải hiền và đức. Đây là hai tiêu chí mà tôi và đồng đạo Chí Tâm cũng trao đổi rất nhiều trong các cái đề tài. Tại sao vậy? Tại vì trong sách giảng thầy luôn luôn đề cao công việc, đó là phải trở thành cái người hiền. Mà muốn làm người hiền thì phải nhẫn nhịn quý vị, nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Chúng ta đạt được cái đối nhân xử thế mới gọi là người hiền được. Và muốn có đức thì phải hành đạo, phải tu tâm dưỡng tánh, phải làm nhiều việc từ thiện để đem lại phước lợi cho chúng sanh, thể hiện cái mối tu của mình. Và ai ai cũng mong muốn rằng mình tu để được thành Phật, tu để về cực lạc. Thì Đức Thầy chúng ta cũng giới thiệu muốn được về đó cũng phải thể hiện cái người hiền và đức. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm. Tìm kiếm ai quý vị? Tìm kiếm những người hiền và đức. Do vậy mà tâm niệm của mỗi đồng đạo khi trở về địa phương, các vị đồng đạo học viên đó, chúng ta phải cố gắng rèn luyện thế nào để đạt được hai tiêu chí trên. Cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tịnh tìm nơi an dưỡng, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà. Đức Thầy đặt rất nhiều cái đề tài, cái chữ hiền và đức. Cho nên trong đời sống thường ngày, chúng tôi mong muốn hai tiêu chí đó chúng ta phải đặt nặng và trì hành. Cái thứ tư đó là ủng hộ tham gia nhiều hoạt động của ban trị sự để làm sáng danh đạo, rạng danh thầy, như tôi đã trình bày từ đầu giờ đến giờ. Ban trị sự là tổ chức hợp pháp duy nhất trong hệ thống giáo hội của chúng ta. Mặc dù cũng có vài dư luận cho thế này và thế khác, nhưng nhìn chung hơn 20 năm qua, suốt năm kỳ đại hội thì Phật giáo Hòa Hảo đến giờ này chúng ta khẳng định là ổn định và phát triển. Ổn định ở đây là ổn định niềm tin của tín đồ đối với tổ chức giáo hội, ổn định niềm tin của tín đồ đối với tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. Tín đồ có cuộc sống tốt đời đẹp đạo và thể hiện được tấm gương, không phải nội bộ chúng ta đánh giá mà được nhà nước khen tặng, được các tôn giáo bạn cũng hoan nghênh với tinh thần hoạt động về từ thiện xã hội của Phật giáo Hòa Hảo. Do chúng ta thấm nhuần giáo lý Đức Thầy cho nên chúng ta mới làm hết các việc thiện, tránh các điều ác và giữ cái tâm mình được thanh tịnh trong sạch. Chúng tôi nghĩ rằng cái ổn định ở đây là ổn định hoạt động của ban trị sự, còn thể hiện sự phát triển thì cũng báo quý vị chúng tôi nói tóm tắt vài việc, đó là phát triển thứ nhất là chúng ta dâng theo ủy nhiệm của Đức Thầy lập thêm các ban trị sự các làng trong tỉnh. Đến nay chúng ta có 400+ ban trị sự ở 17 tỉnh thành phố của đông tín đồ. Nếu tính đến nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, chúng ta có 18-20 tỉnh có đông tín đồ. Đây là cái việc mà dâng theo Thầy để mở rộng hoạt động của tổ chức.
Cái phát triển thứ hai đó là chùa An Hòa Tự được mở rộng. Lần đầu tiên trong lịch sử đạo, kể từ ngày thầy nhận cái chùa thì diện tích dựng những gì. Đến đây chúng ta được chánh quyền chấp thuận cho mở rộng ở khu viên phía sau. Quý vị đến thấy rất khang trang, có đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu đại lễ của đạo. Cái phát triển thứ ba là trường trung cấp Phật giáo Hảo được xây dựng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của đạo mà được chánh phủ cho phép thành lập trường. Chứ trước đây chúng ta chỉ mở lớp và tập trung các lớp như vậy chứ chưa có trường chính thức. Để đào tạo trị sự viên chức việc giáo lý viên và tín đồ có nguyện vọng học tập để làm đội ngũ kế thừa cho Phật giáo Hảo lâu dài sau này. Còn nhiều việc phát triển khác như chúng tôi muốn nói từ thiện xã hội và các hoạt động, quý vị thấy nhiệm kỳ sau luôn luôn cao nhiệm kỳ trước. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn phát triển biểu với đồng đạo hôm nay nơi đây đó là hơn 20 năm qua thì Phật giáo Hảo ổn định và phát triển. Chúng ta chứng minh con số cụ thể để thấy rằng cái hoạt động của nhiều triệu tín đồ đã đóng góp. Công sức này là của nhiều triệu tín đồ nha quý vị, chứ không phải của riêng cá nhân ai. Chúng ta cùng chung lưng đấu cật, cùng đoàn kết để thực hiện thắng lợi các hoạt động như chúng tôi vừa nêu trên. Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, trong nhiệm vụ và trách nhiệm đặt ra cho mỗi đồng đạo chúng ta tới đây thì chúng tôi rất mong quý vị thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy, đó là hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người, làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Chúng ta đoàn kết trong cộng đồng dân cư và thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng tốt đời đẹp đạo. Cuối cùng, chúng tôi rất mong quý vị hãy đặt trọn niềm tin nơi Đức Tôn Sư. Chúng ta học qua lịch sử của Đức Thầy. Đức Thầy chúng ta ra đời khai đạo với sứ mạng là Ngài không thể ngồi yên ngôi vị hưởng quả Bồ Đề trường thọ mà còn len lỏi trốn hồng trần để chịu cảnh chế khen. Trong quá trình hoằng khai đại đạo, Đức Thầy chúng ta đã chịu biết bao nhiêu cam go, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu nghịch cảnh gian truân đến với Ngài. Nhưng Ngài vẫn quyết chí là cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răn kẻ tục vượt nê hà. Và đối với Ngài, Ngài cho biết là thân ta chẳng tiếc chi, miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua. Và để tín đồ vững niềm tin, nếu ai hành đạo đúng tôn chỉ giáo lý của Ngài sẽ đi đến con đường giải thoát. Đức Thầy chúng ta, Ngài cũng thề nguyện, đó là thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Chúng ta có thể nói vai trò nhiệm vụ đặt ra tới đây cho mỗi đồng đạo chúng ta rất nặng nề, và để phát huy được của nền đạo Đức Thầy, chúng tôi rất mong quý vị đồng đạo chúng ta cảm nhận và trì hành đúng tôn chỉ giáo lý Đức Thầy, nhất là trong những ngày sắp tới đây. Hôm nay ngày mùng 5 rồi, còn trên dưới khoảng 20 ngày nữa là chúng ta tổ chức cái chánh lễ đản sinh của Đức Thầy kỷ niệm lần thứ 103. Nhân đây chúng tôi thông tin quý vị là Trung ương đã ban hành thông báo hướng dẫn về việc tổ chức lễ ở cơ sở, đã được Ban Tôn giáo Chánh phủ chấp thuận, đã được chính quyền tỉnh An Giang cho phép. Cho nên hiện nay văn phòng đang phô tô các văn bản kèm theo và để ban hành trong toàn đạo của chúng ta. Bao nhiêu quý vị đồng đạo trong thị xã Tân Châu thì hiện nay căn cứ vào thông báo thì ban trị sự theo nhu cầu của tín đồ muốn làm xe qua để diễu hành tại địa phương thì ban trị sự đăng ký với chánh quyền, để khi chánh quyền chấp thuận thì chúng ta thực hiện cái xe qua để diễu hành địa phương của mình. Tân Châu đây như tôi trình bày phần đầu, trước đây là một quận của vùng thánh địa chung của Phật giáo Hòa Hảo, nhưng hôm nay tách ra, cho nên khi đại lễ 18 tháng 5 thì xe qua của ban trị sự trung ương sẽ diễu hành lên thị xã Tân Châu và đến biên giới Vĩnh Sương. Nhưng đến đại lễ 25 tháng 11 thì do điều kiện chúng ta diễu hành ở phía sông Hầu cho nên không có lên Tân Châu. Do đó Tân Châu có làm xe qua
thì chỗ tấm ảnh đại diện của ban đại diện đăng ký chính quyền để diễu hành tại địa phương trong thị xã Tân Châu này. Nghe tấm ảnh trình bày 14 ban trị sự mà có 7 ban đăng ký làm được 7 xe qua, còn lại các ban chưa đủ điều kiện. Cái này là tùy duyên, chúng ta không ép, nhưng chúng ta làm để diễu hành và kính mừng ngày đản sinh của Đức Thầy. Đây là thể hiện sự vui mừng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ban trị sự trung ương thì ban hành thông bạch là tùy vào điều kiện của ban trị sự cơ sở mà chúng ta theo nguyện vọng của tín đồ để làm xe qua, không ép buộc cái này. Không phải riêng Tân Châu mà các nơi đều được làm xe qua và diễu hành do ban trị sự đăng ký với chính quyền. Cũng thông tin quý vị như thế. Còn riêng cái Phú Tân thì chúng tôi cũng làm trên dưới 12 chiếc xe qua để diễu hành tuyến sông Hậu đến Phú Bình, chúng ta dừng lại và trở về. Thì do điều kiện cái tuyến lộ từ Phú Bình lên Hòa Lạc chưa đủ điều kiện để đi, cho nên chúng ta không thể làm tới Phú Hiệp được. Cũng thông tin quý vị như thế. Cho nên mong rằng với tinh thần chung của đạo, đại lễ sắp đến thì quý vị đồng đạo thị xã Tân Châu đây cũng ủng hộ ban trị sự để chúng ta có thể góp phần làm thể hiện cái tính trang nghiêm trọng thể của đại lễ đản sinh của Đức Thầy sắp đến. Kính thưa quý vị đồng đạo, kính đến, kính mến, có thể nói cái thành công bước đầu lớp học hôm nay nơi đây trước hết thuộc về toàn thể đồng đạo học viên. Có quý vị đăng ký mới mở lớp được. Thuộc về ban tổ chức lớp, có ban trị sự xã Châu Phong đăng cai thì trung ương mới xin phép mở lớp như vậy được. Cho nên hai cái công lớn mà chúng tôi muốn nói đó là học viên và ban tổ chức lớp. Chúng tôi cũng không thể không kể đến sự hỗ trợ nhiệt tình của các ngành các cấp trong thị xã Tân Châu cũng như của xã Châu Phong, và sự ủng hộ của các xã phường lân cận trong công tác mở lớp hôm nay. Chúng tôi cũng không thể quên ơn cái sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các vị đại diện các tổ từ thiện nhân đạo đã ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần để chúng ta hoàn thành cái lớp học hôm nay nơi đây. Nhân danh ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và ban lãnh đạo tổ chức lớp, chúng tôi xin ghi nhận cảm tạ và chân thành ghi ơn cái sự đóng góp quý vị đã hình thành được lớp học này. Trước khi dứt lời, một lần nữa xin thay mặt ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và ban lãnh đạo lớp, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và kính chúc quý vị đều được nhiều sức khỏe, đời sống được hạnh phúc và an lạc. Chúc toàn thể chư quý vị đồng đạo dồi dào sức khỏe, vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chất, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Nguyện cầu Đức Phật Đức Thầy gia hộ tất cả chúng ta thân tâm thường an lạc. Quý vị đồng đạo thì bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả sớm viên thành, tu hành đến ngày thành công viên mãn như lời dạy của Đức Thầy. Tâm ta chẳng còn xáo động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoài, dứt tuyệt hết các sự phàm trần, lần bước lên đến cõi giải thoát. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mà có hỏi chúng ta đồng quan nghênh ạ. Thưa quý vị, thì vừa qua cả hội trường chúng ta đã được lắng nghe lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Lượng báo cáo kết quả học tập và tổng kết lớp. Qua lời nói của ông hết sức là hùng hồn nhưng mang đầy cái tấm chân tình rõ ràng sáng tỏ, mang ý nghĩa sâu sắc. Ông đã nói rõ tình hình, mục đích yêu cầu của việc mở lớp, nói rõ những thuận lợi, khó khăn của lớp học. Ông đã đề cao tinh thần học tập của học viên, những nói rõ về đề cao tinh thần của ban tổ chức và ban giám thị cùng các vị giáo lý viên. Và bên cạnh đó, và mời cả lớp chúng ta đồng quan nghênh một tràng pháo tay để đưa tiễn chính quyền ra về quý vị.
Thì bên cạnh đó thì ông Nguyễn Văn Lượng còn nói rõ về những hoạt động của Ban Trị sự Trung ương ngày nay đã ổn định cũng như phát triển rất cao về công tác phổ truyền giáo lý, về mặt từ thiện xã hội, cũng như cái việc xây dựng khuôn viên chùa, xây dựng trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo để giúp đồng đạo chúng ta vững niềm tin nơi hoạt động của Ban Trị sự Trung ương. Ngoài ra ông còn nhắc nhở vai trò nhiệm vụ của tín đồ phải học hiểu và thực hành đúng giáo lý chân truyền của Đức Tôn Sư, thực hành đúng theo pháp luật nhà nước và hiến chương giáo hội, hầu thực hiện cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Ông còn nhắc nhở phải rèn luyện cho mình được chữ hiền đức, hầu đi đến chỗ giải thoát. Bên cạnh đó ông còn kêu gọi tất cả đồng đạo chúng ta phải đặt trọn niềm tin nơi Đức Tôn Sư, nhắc nhở đại lễ 25 tháng 11 sắp tới để làm sao thể hiện tính trang nghiêm trọng thể. Chúng tôi không thể nào cô đọng hết được ý nghĩa bài phát biểu của ông hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức cùng toàn thể quý đồng đạo học viên, quý vị quan khách, xin chân thành cảm ơn ông, cầu chúc cho ông cùng với Ban Trị sự Trung ương luôn luôn mạnh khỏe, gặp mọi thắng duyên để mãi mãi nối tiếp quỷ nghiệp của Đức Tôn Sư, hoằng khai đạo pháp, thỏa mãn hoài bão mà Đức Thầy đã từng chỉ dạy, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là đến phần báo cáo công khai tài chính của ban tổ chức lớp. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trương Văn Không, tài chánh, ban tài chánh của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong đến diễn đàn để công khai tài chánh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy kính Đức Phật, Đức Thầy, chúng tôi xin đại diện cho ban tổ chức để báo cáo công khai tài chánh của ban tổ chức lớp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chánh quyền địa phương. Kính thưa quý vị đại diện cho Ban Trị sự Trung ương, Ban Trị sự cơ sở và toàn thể đồng đạo, quý nhà mạnh thường quân, kính mến. Tôi xin báo cáo công khai tài chánh của Ban Tổ chức lớp Giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461. Vậy là nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng trân trọng nhất. Sau đây chúng tôi xin báo cáo thu chi tài chánh suốt trong quá trình diễn ra lớp học 14 ngày. Ngày hôm nay chưa cập nhật được. Chúng tôi thu gồm tài giặt và tiền mặt. Gạo chúng tôi thu được 400 kg. Rau củ quả 260 kg. Dầu ăn, đường, bột ngọt, dầu dùng ẩm thực tổng số là 65 kg. Tổng thu tiền mặt là 56.989.000. Do các nhà mạnh thường quân tự nguyện đóng góp, chúng tôi xin nêu ra một số tiêu biểu có danh sách. Danh sách đồng đạo và các ban sự đóng góp cho khóa học giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461. Ông Nguyễn Minh Chí tự Sáu Le, xã Châu Phong giúp 20 triệu. Ông Dương Văn Giàu, xã Châu Phong giúp 9 triệu. Phạm Thị Trang, giáo lý viên Trung ương giúp 5 triệu. Tiền tồn của khóa học 452 tại ban trị sự xã Vĩnh Sương còn tồn lại là 3.039.000. Ban trị sự xã Long An 1 triệu, ban trị sự phường Long Phú 1 triệu, ban trị sự phường Long Châu 1 triệu, ban trị sự xã Tân An 1 triệu, ban trị sự xã Lê Chánh 1 triệu,
Ban trị sự phường Long Thạnh 1 triệu, Ban trị sự phường Long Hưng 1 triệu, Ban trị sự xã Vĩnh Hòa 1 triệu, Ban trị sự xã Vĩnh Sương 1 triệu, Ban trị sự xã Phú Vĩnh 1 triệu, Ban trị sự xã Tân Thạnh 1 triệu, Ban trị sự xã Vĩnh Hậu An Phú 1 triệu. Còn lại do các nhà mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp có danh sách đến kèm. Vì thời gian có hạn, chúng tôi không thể đọc hết danh sách, mong quý vị thông cảm. Phần chi, chi cho Hậu Càng là 49.500.000. Chi phí khác liên quan đến lớp học là 20.080.000. Chi tiền thưởng và quà tặng cho học viên cuối khóa thành tiền là 23.902.000. Nhưng còn chi tiêu thu trong ngày hôm nay chưa cập nhật. Tổng chi là 93.482.000. Tổng thu là 56.989.000. Âm nợ là 36.493.000. Kính thưa quý vị, trong quá trình thu chi tài chính không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý đồng đạo thông cảm và bổ khuyết thêm, chúng tôi xin ghi nhận. Trước khi dứt lời, thay mặt ban thư ký, ban kế toán, ban tổ chức lớp, kính chúc các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng và chư quý đồng đạo luôn được thầy tổ gia hộ phát triển hạnh lành, làm vạn danh người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà Đức Tôn Sư thường nhắc nhở. Thánh hiền trôi tích đời xương, nhà tâm từ thiện người kính thần. Chết rồi bỏ của bơ dân, chỉ bằng làm phải chuyện thân ở ghi đời. Đến đây xin viết lời trân trọng kính chào toàn thể quý vị đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà. Thưa quý vị, vừa qua chúng ta đã được lắng nghe ông Trương Văn Không, ban tài chánh của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Không, đã báo cáo công khai tài chánh của lớp hết sức là rõ ràng, minh bạch. Nhưng có điều là còn âm nợ lại, phải không quý vị? Thưa quý đồng đạo, tiếp theo là đến phần đọc quyết định của Hội đồng Giám khảo về kết quả khảo thí. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm, tổng giám thị lớp cũng là thành viên ban giám khảo, đến diễn đàn để đọc quyết định của Hội đồng Giám khảo về kết quả khảo thí. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến. Sau đây chúng tôi xin thông qua quyết định công nhận kết quả học tập của học viên lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo năm đạo thứ 83, An Hòa Tự ngày 28 tháng 11 năm 2022 quyết định công nhận kết quả học tập của học viên lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461. Căn cứ công văn số 736 và 737 trên TG CB TDK ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận hiến chương và nhân sự Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 5
2019-2024. Căn cứ hiến chương giáo hội và chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu về việc chấp thuận cho Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461 tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, thời gian từ ngày 4 tháng 9 năm 2022 đến ngày 28 tháng 11 năm 2022. Căn cứ kết quả kỳ thi cuối khóa ngày 20 tháng 11 năm 2022 và theo đề nghị của Hội đồng Giám khảo, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban lãnh đạo lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo quyết định: Điều 1, công nhận kết quả học tập của các học viên lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461. 1. Thủ pha học viên Nguyễn Hậu Giang, danh bạ số 14, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 2. Hạng ưu 1, học viên Nguyễn Tấn Bình, danh bạ số 18, đến từ thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 3. Hạng ưu 2, học viên Hồ Mỹ Linh, danh bạ số 53, đến từ phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 4. Hạng xuất sắc gồm 25 học viên đạt tỷ lệ 25,58%. 5. Hạng giỏi gồm 5 học viên đạt tỷ lệ 4,71%. 6. Hạng khá gồm 10 học viên đạt tỷ lệ 9,43%. 7. Đạt yêu cầu gồm 64 học viên đạt tỷ lệ 60,37%. Công nhận xét chọn 2 học viên đạt hạnh kiểm tốt. Công nhận xét chọn 2 học viên đạt hạng cao tuổi, có danh sách đính kèm. Điều 2. Các đồng đạo được công nhận tốt nghiệp nêu trên, tùy tình hình thực tế địa phương hướng dẫn sinh hoạt cho đồng đạo tu hành đúng theo giáo lý, giáo luật, hiến chương của giáo hội và phù hợp với pháp luật nhà nước. Điều 3. Các ông chánh văn phòng, trưởng ban tổ chức và nhân sự Ban phổ truyền giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và các đồng đạo có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực, trưởng ban phổ truyền giáo lý ông Nguyễn Quy Diễm ký tên và đóng dấu. Trên đây là toàn văn của bản quyết định. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin chân thành cảm ơn Tổng Giám thị Phan Chí Tâm vừa đọc quyết định của Hội đồng Giám khảo về kết quả khảo thí. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là đến phần phát biểu cảm tưởng của đại diện học viên thủ khoa. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời học viên danh bạ số 14 Nguyễn Hậu Giang, mời học viên đến diễn đàn để có đôi lời phát biểu cảm tưởng của mình. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị đại diện chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp, và kính thưa Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, và kính thưa Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, và kính thưa quý vị khách mời mạnh thường quân cùng toàn thể quý vị đồng đạo hiện diện thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2022, và cùng không khí hân hoan trân trọng buổi lễ bế giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461, tôi tên Nguyễn Hậu Giang, số báo danh 14, xin được phép thay mặt tất cả đồng đạo học viên bày tỏ dòng cảm nghĩ của mình của những người sắp rời xa mái đạo tràng thân yêu. Kính thưa quý vị, là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tôi rất lấy làm phấn khởi được học và hiểu rõ những điều căn bản trong giáo lý, như thế nào là giáo pháp học Phật tu nhân và đường hướng hành đạo vì đạo pháp vì dân tộc của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Những điều đó giúp cho chúng tôi càng có thêm niềm tin vững chắc trong tôn giáo
mà mình đã đặt chọn hướng trên bước đường tương lai. Thế là lớp học của chúng ta đã kết thúc trong niềm hân say phấn khởi của toàn thể học viên đạt sở nguyện của mình. Bởi vì học đạo lý như đờn trúng điệu và bản rồi thì cứ làm theo. Kính thưa quý vị, trên gương mặt của mọi người tín đồ đang rạng ngời niềm hân hoan tin tưởng và kỳ vọng về sự phát triển không ngừng của nền đạo trong giai đoạn mới. Lớp học của chúng ta đã kết thúc trong sự hình thành tốt đẹp. Chính là nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp, nhờ ban trị sự trung ương, ban tổ chức, ban hậu cần, ban chủ phòng và các mạnh thường quân đã lo cho lớp học một cách ân cần chu đáo, từ nội dung chương trình cho tới cơ sở vật chất lớp học và cả việc ăn ngủ nghỉ. Và các vị giáo lý viên và ban giám thị đã không quản đường xá xa xôi đến đây chia sẻ với chúng tôi, với tất cả với chúng tôi lãnh hội được những kiến thức vô cùng quý giá bổ ích. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã nhiệt tình hỗ trợ cho lớp học được thành công mỹ mãn. Kính thưa quý vị, trong suốt thời gian 15 tuần học, toàn thể học viên càng thấm thiết và đoàn kết hơn trong tình đạo vị mà Đức Thầy đã dạy, cùng dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đây là lớp học mang ý nghĩa thiết thực, có tinh thần đoàn kết, tính ý thức và giáo dục cao, vì đã thực hiện qua lời dạy của Đức Thầy kính yêu là từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Qua lớp học, đồng đạo chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh để đi sâu vào tìm hiểu giáo lý dị nhân sinh mà Đức Thầy dạy công phổ hóa, một giáo lý cao siêu thực tế gần gũi với cuộc sống và dễ dàng thâm nhập vào lòng người. Bởi lẽ Phật giáo Hòa Hảo là một nền đạo dân tộc, một nền đạo dị nhân sinh. Ngoài ra, kiến thức học tập cũng giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về thân thế sự nghiệp của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, người khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, bên cạnh đó, chương trình học tập còn giúp chúng tôi nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tự do tín ngưỡng tôn giáo. Thực hiện tinh thần học cho kỹ, hiểu cho sâu, nhớ cho lâu và hành cho đúng, chúng tôi đã không ngừng cố gắng miệt mài học tập và thành quả đạt được thật đáng khích lệ. Tuy nhiên, niềm vui nào rồi cũng tàn và lớp học nào rồi cũng sẽ có hồi kết thúc. Ai trong chúng ta đều cũng không tránh khỏi được sự bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến việc rời xa những giờ học, những giờ thảo luận sinh động sôi nổi và đầy ắp tiếng cười cùng thật nhiều tình cảm thân thương của các vị ban giám thị. Tuy lớp học đã kết thúc nhưng trong tâm trí tôi vẫn vang mãi những lời chỉ dạy của các vị giáo lý viên. Có lẽ chính thức, chính sự nhiệt quyết và một lòng vì đạo của các vị đã giúp những lời chỉ dạy ấy in đậm vào tâm trí tôi. Thiết nghĩ đây là hành trang quý báu mà tôi sẽ mang theo trong suốt quãng đường tu thân hành thiện của mình. Những kỷ niệm thân yêu dưới mái đạo tràng ngày nào sẽ theo chúng tôi mãi mãi, dĩ như dòng suối tươi mát tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi thực hành theo giáo lý nhằm trao thân phận rạng danh hiếu đệ thọ giả thầy nơi chốn mây rồng. Kính thưa quý đồng đạo học viên thân mến, giờ chia tay đã đến. Tôi nghĩ rằng những ký ức tốt đẹp sẽ theo quý vị mãi mãi, dù mỗi chúng ta mỗi hoàn cảnh khác nhau, song tất cả đều mong muốn vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhằm ích nước lợi nhà, góp phần thực hiện mục tiêu chung là dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, dân minh. Về mặt đạo, chúng ta phải cố gắng thực hiện theo hoài bão của Đức Thầy kính yêu, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc.
Kính thưa quý vị, bên cạnh đó, những việc ân, những việc nghĩa mà chúng ta đã mang, phải có trách nhiệm cố gắng thực hành cho đúng theo tôn chỉ, giáo lý mà Đức Thầy dạy, hầu mong đền đáp công ơn những người đã đóng góp tổ chức cho lớp học. Kính thưa quý vị, thay mặt các học viên lớp học giáo lý căn bản khóa 461, tôi xin tuyên hứa, khi trở về với mái ấm tình thương của gia đình, chúng tôi sẽ là người con ngoan hiền hiếu thảo với ông bà cha mẹ, và sẽ cố gắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, giữ gìn giới luật của đạo, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp nhà nước, xứng đáng là một công dân tốt của đất nước, một tín đồ ngoan đạo, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh, sống một cuộc đời tốt đời đẹp đạo, và góp phần xây dựng trong bước tiến mới của gian sang tổ quốc, hầu đem nguồn sống mới cho nhân loại, đặng tiến lên cõi đại đồng. Kính thưa quý vị, lời phát biểu của tôi đến đây xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, kính chúc chư quý vị đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo học viên Nguyễn Hậu Giang đại diện cho tất cả học viên có lời phát biểu cảm xúc, cảm tưởng đầy cảm xúc và hứa hẹn rất là chân tình. Thưa quý vị, tiếp theo là đến phần diễn ngâm một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý đồng đạo thân mến, như chúng ta đều biết, Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị cổ Phật lâm phàm. Kho tàng pháp bảo của Ngài gồm có 6 quyển và trên 200 bài thi văn dài ngắn. Tất cả đây là những triết lý Phật Pháp vô cùng quan trọng mà Ngài đã để lại cho tất cả tín đồ. Sấm giảng quyển 3 với tựa đề là quyển sấm giảng mà Ngài đã sáng tác vào tháng 9 năm 1939 tại Hòa Hảo, dài 612 câu theo thể thơ Lục Bát, mở đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển sấm giảng này, Đức Thầy dạy rất nhiều về vấn đề tu hành, nhất là Ngài dạy chúng ta tu tròn nhân đạo để lần tiến lên Phật đạo, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Để trích đọc đoạn cuối trong tác phẩm này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai đồng đạo Nguyễn Thị Lệ Thanh và Nguyễn Thị Trợ đến diễn đàn để thành lòng cung kính diễn ngâm. Xin trân trọng kính mời quý vị. Nam mô A Di Đà. Là sứ tròn ông
cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chớ tôi chớ dạy khuyên ra đời sân hiệu vùng đêm nào ai có rõ thằng tim là gì. Ngồi đâu cũng sợ vậy thì mới mau chi hiền tâm đức chùi lao gã công lộc kỹ thì thao gia vàng vinh hoa chẳng mà ra quay ra lời tới còn xa chơi con sông dòng nước chiều mới dốc lòng cha nợ nước đời cho chừng nào bốn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi nhớ chớ dinh nè chớ nhục mấy hồi đến làm mồi yêu tinh tu rèn tâm mà trí cho mình tâm kia thành khiến phi tình chùi và xin chân thành cảm ơn hai đồng đạo vừa đọc lại lời châu ngọc của Đức Thầy hết sức là thâm trầm. Thưa quý vị,
Tiếp đến là phần phát giấy chứng nhận và phần thưởng cho học viên tốt nghiệp. Đầu tiên là học viên đạt hạng thủ khoa. Chúng tôi xin kính mời học viên danh bạ số 14 Nguyễn Hậu Giang đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần phát thưởng này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Thường trực Ban Nghị sự Trung ương, trưởng ban tổ chức nhân sự, mời ông đến để trao quà cho học viên. Và chúng tôi cũng mời bà Phạm Thị Trang, đại diện nhà Mạnh Thường Quân đến để trao phong bì với số tiền là 3 triệu đồng. Và hôm nay để khích lệ cho học viên đạt hạng thủ khoa, Tổng giám thị Phan Chí Tâm có đến để mà tặng cho học viên 2 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời Phan Chí Tâm đến diễn đàn để trao phong bì. Và chúng tôi nhận thấy hôm nay thì có cô Trương Bé Thơ, đồng đạo cũng tặng cho đồng đạo học viên thủ khoa 1 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời quý vị đến để trao phong bì. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghe nè. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Lượng và cảm ơn chung tất cả các vị. Tiếp theo hạng U1, chúng tôi xin trân trọng kính mời học viên danh bạ số 18 Nguyễn Tấn Bình. Và học viên hạng U2 danh bạ số 53 chúng ta chuẩn bị. Phần trao thưởng này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Võ Văn Mảnh, Ủy viên Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, tỉnh An Giang, cũng là trưởng ban tổ chức lớp, đến để trao quà. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng trân trọng kính mời Tổng giám thị Phan Chí Tâm thay mặt nhà Mạnh Thường Quân đến để trao phong bì với số tiền là 2 triệu đồng. Và mời hội trường chúng ta đồng quan anh ạ. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Võ Văn Mạnh và giáo lý viên Phan Chí Tâm. Mời quý vị trở về vị trí. Tiếp theo mời học viên đạt hạng U2 danh bạ số 53 Hồ Mỹ Linh đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lưu Thái Khi là phó trưởng ban ban kiểm soát ban trị sự trung ương đến để trao quà. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời tổng giám thị Trần Thị Hà đến đại diện nhà Mạnh Thường Quân tặng cho đồng đạo với số tiền là 1 triệu đồng. Và hai học viên 17, 63 chúng ta chuẩn bị. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghe nè. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lưu Thế Khi và cô Trần Thị Hà. Mời hai học viên đạt hạnh kiểm. Mời danh bạ số 17 Lý Văn Hồng, danh bạ số 63 Trần Thị Anh. Mời hai học viên đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trương Văn Điệp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong đến để trao quà. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Trương Văn Không, đại diện cho ban tổ chức, để đến tặng cho hai đồng đạo hạnh kiểm với số tiền là 500.000 đồng mỗi vị. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghe nè. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Trương Văn Điệp và ông Trương Văn Không. Tiếp theo thì đến phần phát giấy chứng nhận và phần thưởng cho học viên đạt hạng xuất sắc, gồm có 25 học viên. Mời danh bạ số 57 Đào Kim Thuận, danh bạ số 61 Nguyễn Văn Lịch. Mời hai học viên đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời Tổng giám thị Phan Chí Tâm đến diễn đàn để trao quà cho học viên. Và phần trao tiền chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lưu Thái Khi đến để đại diện nhà Mạnh Thường Quân trao phong bì, mỗi vị số tiền là 500.000 đồng. Và danh bạ 48, 37 chúng ta chuẩn bị. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghe nè.
Và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Tiếp đến chúng tôi mời học viên danh bạ số 48 Nguyễn Tấn Phước, học viên 37 danh bạ 37 Trần Thị Kim Cúc. Mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hùng, giám thị của lớp học, cũng là thành viên ban kiểm soát ban trị sự trung ương đến để trao quà. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời. Và mời ông trao quà và cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân để trao phong bì với số tiền là 500.000 đồng. Mời hội chúng ta đồng quan nghênh. Và xin chân thành cảm ơn các vị. Tiếp theo chúng tôi mời học viên danh bạ số 21, danh bạ số 11. Mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Kết, giám đốc nhà hàng Kim An đến để trao quà. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời giám thị Trần Thanh Quý đến để đại diện nhà Mạnh Thường Quân trao phong bì cho các vị học viên với số tiền là 500.000 đồng. Mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Tiếp theo mời danh bạ số 45 Nguyễn Thị Mỹ Hà, danh bạ số 13 Lê Văn Cường. Mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó Tổng Giám thị Trần Thị Hà đến để trao quà cho học viên. Và cũng xin mời cô Giám thị Nguyễn Thị Nga đến để trao phong bì. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh. Xin chân thành cảm ơn các vị. Tiếp đến mời học viên danh bạ số 28, học viên danh bạ 28 là Tạ Thị Chẳng, danh bạ số 69 là Dương Thị Cẩm Sàng. Mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Lại là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long An đến để trao quà. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời giám thị Nguyễn Thị Trang đến để đại diện nhà Mạnh Thường Quân để trao phong bì cho hai đồng đạo học viên. Mời cơ hội chúng ta đồng quan nghênh. Và xin chân thành cảm ơn các vị. Mời danh bạ số 50 Nguyễn Thị Chợ, danh bạ số 36 Dương Thị Nu. Mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Chậm, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Vĩnh Hảo đến để tặng phong bì cho hai đồng đạo học viên mở quỹ với số tiền là 500.000 đồng. Hội trường đồng quan nghênh. Và xin chân thành cảm ơn các vị. Tiếp theo chúng ta mời học viên danh bạ 91 Trần Thị Diễm Tiết, danh bạ số 07 Trần Văn Tuấn. Mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng ta xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Kỳ Nam là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Hưng đến phường Long Hưng đến để trao quà. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh. Xin chân thành cảm ơn các vị. Mời học viên danh bạ số 44 Nguyễn Thị Diễm Hạnh, danh bạ số 58 Nguyễn Thị Kim Tuyền. Chúng tôi mời hai vị đến để mà nhận giấy chứng nhận và phần thưởng. Và phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đài là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Đa Phước đến để trao quà cho học viên. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh. Và xin chân thành cảm ơn các vị. Mời học viên danh bạ số 06 Nguyễn Thành Luân, danh bạ số 70 Nguyễn Văn Như. Mời hai học viên đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Văn Hình là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đến để trao quà cho học viên. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh. Và xin chân thành cảm ơn các vị.
mời danh bạ số 16 Nguyễn Văn Phụng, danh bạ số 09 Lê Văn Vũ. Và phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đực là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hòa đến để trao quà cho học viên. Danh bạ số 38 và danh bạ số 10 chúng ta chuẩn bị. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. Hà xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Mời hai học viên danh bạ số 38, danh bạ số 10, học viên đạt hạng xuất sắc cuối cùng trong cái ngày hôm nay, mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Và tiếp đến thì phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đến để trao quà cho học viên. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. À, xin chân thành cảm ơn các vị. Tiếp đến là học viên đạt hạnh giỏi, gồm có 5 học viên. Chúng tôi xin mời học viên danh bạ số 22 Ngô Quang Nhì, học viên danh bạ số 19 Nguyễn Văn Thúc. Mời hai học viên đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời giám thị Trần Thanh Quý đến để trao quà cho học viên. Và danh bạ số 32 20 04 chúng ta chuẩn bị. Dạ, mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. Dạ, xin chân thành cảm ơn các vị. Tiếp đến chúng ta mời ba học viên. Học viên danh bạ số 32 Trương Thị Dung, danh bạ số 20 Nguyễn Thanh Bình, danh bạ số 04 Trần Minh Thiện. Mời ba học viên đạt hạng giỏi đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng ta xin trân trọng kính mời giám thị Nguyễn Văn Khiết đến diễn đàn để trao quà cho học viên. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. Tiếp đến chúng ta mời hai học viên đạt hạng cao tuổi, danh bạ số 77 Võ Thị Kim Xuân, danh bạ số 85 Nguyễn Thị Ngót. Mời hai học viên đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng ta xin trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Thanh Phong là thành viên trong văn phòng của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, mời đến diễn đàn để trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho học viên đạt hạng hạnh kiệt, đạt hạng vật cao tuổi ạ. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. À, xin chân thành cảm ơn các vị. Tiếp đến là mời học viên đạt hạng khá. Chúng ta mời danh bạ số 68 Nguyễn Văn Nu, danh bạ số 60 Phan Thanh Phong. Và phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trạng, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thuận A đến để trao quà cho học viên. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. Và xin chân thành cảm ơn các vị. Mời danh bạ số 51 Lê Văn Út, danh bạ số 34 Trần Văn Phương. Mời hai đồng đạo học viên đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Mời ông Quỳnh Văn, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Vĩnh. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. À, xin chân thành cảm ơn các vị. Mời học viên danh bạ số 05 Nguyễn Hồng Phúc, danh bạ số 26 Bùi Thị Dốn đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cảnh, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Long Phú đến để trao quà cho học viên. Và mời hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. À, xin chân thành cảm ơn các vị. Mời danh bạ 59 Nguyễn Văn Niếu, danh bạ số 65 Bùi Thị Đẹp. Mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Phần trao quà này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Võ Văn Xia, trị sự viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đến để trao quà. Hội trường chúng ta đồng quan nghênh ạ. Xin chân thành cảm ơn các vị. Mời danh bạ số 47 Nguyễn Thị Lợi, danh bạ số 01 Nguyễn Thị Bình An, Nguyễn Phi Bình An.
mời hai vị đến diễn đàn để nhận giấy chứng nhận và phần thưởng của mình. Danh bạ 47 Nguyễn Thị Lợi, danh bạ số 01 Nguyễn Phi Bình An, mời hai vị đến diễn đàn. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Thoan, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phong. Và mời hội trường chúng ta đồng quan lên ạ. Và xin chân thành cảm ơn các vị. Thưa quý vị, vì cái thời gian hữu hạn, do đó mà chúng tôi tạm dừng cái phần phát quà cho học viên lại nơi đây. Để chút xíu nữa thì sau cái phần bế mạc đáp từ của ban tổ chức và mời quan khách dùng cơm thì tất cả quý đồng đạo chúng ta ở lại lớp để tiếp tục phát giấy chứng nhận và phần thưởng cho học viên còn lại. Thưa quý vị, để kết thúc buổi lễ bế giảng hôm nay, đó là phần đáp từ của ban tổ chức. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trương Văn Điệp, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong đến diễn đàn để có đôi lời đáp từ. Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị quan khách đại diện cho chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp. Kính thưa ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên thường trực Ban trị sự Trung ương, trưởng ban tổ chức nhân sự và các vị cùng đi trong đoàn đại diện cho ban sự Trung ương. Kính thưa ông Võ Văn Mạnh, ủy viên ban đại diện Phật giáo Hảo tỉnh An Giang, phụ trách địa bàn thị xã Tân Châu. Kính thưa các ban trị sự xã phường các nơi về đây tham dự. Kính thưa các nhà mạnh thường quân và các tổ từ thiện. Kính thưa quý đồng đạo thân mến, qua chương trình lễ tổng kết lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461, tới đây chúng ta đã hoàn thành nội dung. Buổi lễ đón tiếp được quý vị quan khách đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp làm tăng thêm phần trọng thể. Buổi lễ được nghe ông Nguyễn Văn Lượng có ý kiến phát biểu tổng kết về khóa học và đồng thời cũng thông tin về tôn giáo, và sau cùng là lời kêu gọi các ban trị sự cơ sở và đồng đạo chúng ta thực hành đúng theo giáo lý chân truyền và làm đúng theo tôn chỉ hành đạo. Đó là một cái phần hết sức là quan trọng trong cái buổi lễ hôm nay, giúp cho chúng ta được đầy đủ và có tính cách trọng thể. Lãnh đạo ban tổ chức lớp, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, chúng tôi chân thành tri ân quý vị quan khách đến tham dự đầy đủ. Cảm ơn quý vị mạnh thường quân đóng góp tài vật hỗ trợ đầy đủ cho khóa học trong suốt thời gian học tập. Xin cảm ơn quý vị lãnh đạo cơ quan, hữu quan tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý, an ninh trật tự cho lớp học được ổn định và diễn tiến tốt đẹp đến ngày cuối khóa. Cảm ơn ban tổ chức lớp, các tiểu ban phụ trách tiếp tân, khánh tiết, trù phòng, hậu cần, trật tự, kiểm soát, vệ sinh môi trường, âm thanh ánh sáng, điện nước, v.v. đã hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian mở lớp. Xin chân thành cảm ơn quý vị giáo lý viên, quý vị ban tổ chức, ban giám thị, ban điều hành lớp và toàn thể học sinh, toàn thể khóa sinh đã tích cực thực hiện tốt chương trình và chấp hành nội quy, tiếp thu tốt nội dung các bài giảng và pháp luật nhà nước. Điều này chứng tỏ chúng ta đã quyết tâm thực hiện đúng theo lời giáo huấn của Đức Thầy, khá chi tâm học hành kinh sám thoát nơi miền hát cám phong ba. Cuối cùng, kính chúc quý vị quan khách, chư quý đồng đạo dồi dào sức khỏe thành đạt. Đến đây chúng tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc lễ bế giảng lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 461. Nam Mô A Di Đà Phật.